mở đầu với những thông tin cập nhật về tình hình diễn biến chiến sự tại Ukraine. Sau khi lắng nghe báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu về việc quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát Marinka, một thị trấn trọng yếu tại Donetsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chúc mừng các binh sĩ và đánh giá cao, đồng thời nhấn mạnh đây là một thành công trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Nga cũng gửi lời cảm ơn tới các quân nhân đã tham gia chiến đấu tại mặt trận Marinka trong các giai đoạn khác nhau, Ông yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng trao huân chương và thăng cấp cho những người lính xuất sắc trong chiến dịch. Tổng thống Nga đồng thời nhấn mạnh rằng việc kiểm soát khu định cư sẽ cho phép lực lượng Nga đẩy lùi các vị trí của Ukraine ra xa hơn khỏi Donetsk. Theo TASS, Tổng thống Nga Putin cũng đã thảo luận sâu với Bộ trưởng Shogu về kế hoạch tiếp theo cho các hoạt động quân sự đặc biệt sau khi giành quyền kiểm soát Marinka. Trước đây, ông Putin từng nhận định, việc kiểm soát được thị trấn này sẽ giúp Nga có nhiều không gian hơn để cơ động trong khu vực. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn Marinka, một thị trấn trọng điểm ở Donetsk vốn là thành trì lớn của Ukraine trong nhiều năm. Ông Shogu nói, việc này làm giảm khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine và mang lại cho chúng ta thêm cơ hội để thực hiện các hành động tiếp theo. Trong một diễn biến khác, trong bản tin quân sự ngày 25 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kupiansk trong ngày qua, Cụ thể, các lực lượng của nhóm chiến đấu phía Tây được hỗ trợ bởi hỏa lực pháo binh và máy bay đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các nhóm tấn công từ Lữ đoàn Cơ giới số 60, Lữ đoàn Dù số 25 và Lữ đoàn xung kích số 95 của Ukraine gần các khu định cư Sinkovka ở vùng Kharkov và Novosilovskoye ở vùng Lugansk. Tại khu vực Donetsk, nhóm chiến đấu phía nam của quân đội Nga phối hợp với pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine gần các khu định cư Sumy và gây thiệt hại về hỏa lực cho quân nhân và phương tiện của đối phương gần khu định cư Klesyevka. Trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã mất tới 200 quân nhân cùng hai xe chiến đấu bộ binh, 6 xe cơ giới, pháo MZB và D-20, hai khẩu pháo D-30 và một khẩu pháo tự hành Gvozdika, TASS đưa tin. Belarus cảnh báo hậu quả nếu chiến sự Ukraina không chấm dứt trong năm 2024. Mới đây, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ukraina chỉ có cơ hội duy nhất để chấm dứt xung đột trong năm 2024. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraina để họ hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất. Nếu không tận dụng, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ." Trả lời câu hỏi liệu giải pháp mà ông đang đề cập đến là quân sự hay chính trị, ông Lukashenko chỉ nói rằng các chính trị gia đang bắt đầu hiểu, quân đội đang gây áp lực, Ukraine vốn phải chịu sức ép rất lớn. Quý vị có thể nhận thấy từ cuộc họp báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông ấy bắt đầu hiểu ra vấn đề. Ông Lukashenko cũng khẳng định cả Nga và Belarus đều không mong muốn bị kéo vào một cuộc xung đột với NATO. Ông cũng chỉ trích bình luận mới đây của cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell rằng phương Tây sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Nga. Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng, các vị đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới ư, chúng tôi đã và đang tìm cách giải quyết một cuộc chiến, đặc biệt là khi tình hình trở nên thuận lợi cho chúng tôi và cả Ukraine, để không đánh mất Ukraine. Tổng thống Lukashenko trước đây đã nhiều lần kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Ukraine không còn gì để chiến đấu, thậm chí nếu tiếp tục chiến đấu, họ cũng không thể duy trì được lâu. Đề cập đến vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang triển khai tại Belarus, ông Lukashenko khẳng định những vũ khí này vẫn trong tình trạng tốt. Ông cũng cho biết thêm, quân nhân Belarus đã trải qua các bài huấn luyện liên quan đến vận hành, xử lý vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thậm chí, các cựu thành viên của Wagner cũng hỗ trợ Belarus và gia nhập các đơn vị quân sự chia sẻ kinh nghiệm của họ. Nga và Belarus vào hồi tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus. Vào ngày 17 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến đây, theo thỏa thuận. Những vũ khí này bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander. Tuy là đồng minh của Nga, thế nhưng chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Belarus sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thủ tướng Israel đã khẳng định nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại giải Gaza cho đến khi giành thắng lợi, qua đó bác bỏ những thông tin từ truyền thông nước này nói rằng Tel Aviv sẽ kêu gọi ngừng chiến. Phát biểu khi đi thăm khu vực chiến sự tại phía Bắc Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hamas cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng, nhằm không để xảy ra thêm một cuộc tấn công tương tự từ Hamas như hôm 7 tháng 10. Tôi được nghe nói rằng có những ý kiến cho rằng chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên, cuộc chiến hiện chưa kết thúc. Nó chỉ kết thúc khi chúng ta giành thắng lợi hoàn toàn. Cùng ngày phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định sẽ không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Hamas, vì áp lực quân sự kết hợp với áp lực chính trị sẽ là biện pháp hiệu quả trong việc giải thoát hơn 100 công dân nước này hiện còn bị Hamas giữ làm con tin ở Gaza. Trong khi đó, truyền thông Israel hôm nay đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã đặt ra ba điều kiện tiên quyết cho hòa bình tại Gaza là tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa toàn bộ xã hội Palestine. Theo nhà lãnh đạo Israel, để đạt được các mục tiêu này, cần thiết lập một khu vực an ninh tạm thời xung quanh Gaza và có một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh của Israel, ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Với quyết định trên của Tel Aviv, có thể thấy rằng khả năng tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của người Palestine ở giải Gaza đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo thông báo phát đi trước đó cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở giải Gaza trong ngày gần nhất. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hakari tiết lộ thêm, lực lượng mặt đất Israel đang giao tranh trong một khu vực dày đặc ở thành phố Khan Yunis, lớn nhất phía nam giải Gaza, và dự kiến triển khai bổ sung binh sĩ để tìm kiếm và phá hủy các đường hầm của Hamas. Xung đột ở phía bắc giải Gaza cũng có dấu hiệu leo thang, dù Israel đã kiểm soát hầu hết khu vực được vài tuần. Theo AP, Israel mất 17 binh sĩ vì chiến sự Gaza trong cuối tuần qua, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 156. Việc chiến sự mở rộng về quy mô được đánh giá là sẽ khiến tình hình nhân đạo ở giải Gaza tiếp tục diễn biến xấu đi và gia tăng nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm về mục tiêu, dẫn đến thương vong cho dân thường. Trong một thông tin đáng chú ý, tổng thống Ba Lan tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật chi tiêu trong cuộc xung đột lớn với chính phủ mới và đề xuất dự luật chi tiêu của chính mình. Đồng thái này là căng thẳng gay gắt nhất từ trước đến nay giữa tổng thống Andrzej Duda và thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan. Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, ông Duda đề cập đến dự luật tài trợ cho truyền thông đại chúng và nói rằng việc ngăn chặn nó là phù hợp vì vi phạm hiến pháp trắng trợn. Tuần trước, chính phủ mới của Ba Lan đã chuyển sang giành quyền kiểm soát đài truyền hình, đài phát thanh và hãng thông tấn thuộc sở hữu công của nước này từ tay những người trung thành với đảng luật pháp và công lý. Đảng này đã mất quyền lực sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 15 tháng 10 vừa qua. Ông Duda từng là thành viên đảng luật pháp và công lý và vẫn ủng hộ đảng này. Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan, Bartomiej Sienkiewicz, đã sa thải những người đứng đầu đài truyền hình công cộng TVP, đài phát thanh Ba Lan và hãng thông tấn Ba Lan PAP. Tổng thống Duda cho biết thêm, sau lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12, ông sẽ ngay lập tức đệ trình dự luật của riêng mình lên Quốc hội liên quan đến việc tăng lương cho giáo viên và các chi phí khác, cùng với những vấn đề liên quan được hoạch định trong đạo luật về ngân sách. Jan Grabiec, tránh văn phòng thủ tướng Ba Lan, gọi thông báo của Tổng thống Duda là vô lý.